đến với Mặt Trời Mới Channel. Trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy ở Bình Dương đã có một cái vụ cháy rất là kinh hoàng, dẫn đến một cái số người chết không thể tưởng tượng được. Và hình như là hàng năm ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh của chúng ta rơi vào cái mùa khô thì nó rất là dễ bị cháy ngoài những cái cháy rừng, nhưng mà riêng ở đây là những cái phòng cháy mà đặc biệt, đó là cháy karaoke. Mà tại sao những cái điểm dịch vụ karaoke lại dễ cháy? Bởi vì cái đặc điểm của nó, đó là nó kín và nó không có lối thoát. Chính cái đó nó dễ dàng dẫn tới sự cháy. Vì nó kín rồi số lượng người đông rồi phải sử dụng điện nhiều trong một cái thời gian cao điểm. Chỉ cần có những cái tín hiệu nhỏ sẽ dễ đang cháy. Trong cái thời điểm vừa qua thì chúng ta thấy là ở ngoài miền Bắc cũng một cháy của cũng một cái cơ sở karaoke, nhưng mà đang trong thời gian sửa chữa, và dẫn đến kết quả là như thế nào? Ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy phải mất mạng. Rồi bây giờ lại đến thành phố Hồ Chí Minh, lại đến karaoke ở Bình Dương, dẫn ra một cái số lượng người chết trên vài chục người. Điều này cho thấy rằng là cái vấn đề cháy thì nó có thể xảy ra bất cứ nơi nào, chỉ cần mỗi người không tự bảo vệ lấy mình thì sẽ xảy ra. Trong thời gian vừa qua, thành phố Hồ Chí Minh cũng đồng loạt kiểm tra về những cái vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại tất cả các cái quán karaoke. Bây giờ ngày hôm nay tôi sẽ gửi đến cho quý khán giả một loạt bài về những cái nơi mà của karaoke dễ xảy ra cái cháy nhất. Ta sẽ điểm danh những cái nơi mà ba quả ẩn mình chờ cháy ở thành phố Hồ Chí Minh. Với cái chuỗi bài series này, tôi sẽ được gửi đến quý khán giả cái bài thứ nhất, đó là những lồng sắt không lối thoát. Đây là cái thiên phóng sự dựa trên những vụ án có thật, trích xuất từ báo Công an thành phố Hồ Chí Minh nha quý khán giả. Không phải đến khi thành phố Hồ Chí Minh hay những tỉnh thành xảy ra những vụ hỏa hoạn kinh hoàng, để lại biết bao tấm thảm kịch về người và tài sản, thì mối nguy về cháy nổ mới được dư luận đặc biệt quan tâm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, một địa phương rất là đặc biệt, có mật độ xây dựng ở cái mức cao, nhà nhỏ thì chen với nhà to, vây quanh bởi hàng loạt những dự án chung cư cao ốc, thì cái việc mà duy trì tinh thần chống cái giặc mà chúng ta gọi là giặc lửa phải luôn luôn được mọi người dân, cơ quan và chính quyền đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, bên cạnh những lỗ hổng trong công tác quản lý, vận hành các dự án tòa nhà, thì sự lơ là chủ quan của người dân đã để lại những tấm thảm kịch vì hỏa hoạn. Phóng viên báo chuyên đề của Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát và điểm danh những nơi mà nó đang tiềm ẩn nguy hiểm về cháy nổ để đưa ra những giải pháp phòng tránh một cách hiệu quả. Với đặc thù hoạt động dịch vụ kinh doanh giải trí, các chủ cơ sở karaoke xây dựng phòng với một cái tính chất là phòng khép kín, ốp gạch dày để đảm bảo cách âm. Phía bên ngoài quán thường đặt những cái biển quảng cáo lớn, trang trí đèn LED bắt mắt để thu hút khách hàng. Vì vậy, khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì những cơ sở karaoke này giống như là một cái lồng sắt nhốt người, và nó sẽ cản trở rất lớn cho cái lực lượng cứu hộ bên ngoài đi vào. Đây cũng là cái lý do chính mà gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản mỗi khi mà cái bà quả này ghé thăm. Thứ nhất, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Sáng ngày 7 tháng 9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đang tiến hành kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ và karaoke vũ trường quán 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo kế hoạch số 3954 trên CH trên CATP ngày 17 tháng 8 2022 của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Buổi kiểm tra nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh,
và qua đó triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa để ngăn chặn và hạn chế đến mức thấp nhất các nguyên nhân dẫn đến cháy và cháy lan, cháy lớn, đồng thời phân tích các nguyên nhân gây thiệt hại về người khi có cháy để có giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Tại địa bàn quận 8, Thượng tá Trương Thành Lanh, Phó trưởng Công an quận 8 dẫn đoàn kiểm tra đến quán karaoke iCut ở đường Dạ Nam, phường 3, quận 8. Tại đây, đoàn đã tiến hành kiểm tra 5 nội dung chính liên quan đến an toàn phòng cháy chữa cháy và phòng chống cháy nổ tại cơ sở trên. Cụ thể, các nội dung bao gồm có kiểm tra về việc thực hiện trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của người đứng đầu, kiểm tra hồ sơ quản lý theo dõi hoạt động phòng cháy chữa cháy, kiểm tra về giao thông nguồn nước, khoảng cách phòng cháy, chống cháy, bắt chịu lửa và quy mô của công trình. Kiểm tra thực tế về việc thực hiện về duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở. Việc thực hiện trách nhiệm kiểm tra bảo dưỡng, phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháy, bảo hiểm cháy nổ, bắt buộc đối với các cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ. Và cũng cùng thời điểm trên thì Công an quận 12 cũng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke iCut đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận. Ngay sau khi kiểm tra các tiêu chí đảm bảo cho an toàn phòng cháy chữa cháy, đoàn kiểm tra yêu cầu lực lượng tại chỗ thao tác sử dụng phương tiện thiết bị chữa cháy tại chỗ. Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục kiểm tra một số cơ sở kinh doanh loại hình này trên địa bàn, qua đó phát hiện một cơ sở vi phạm trong lắp đặt sử dụng thiết bị điện và lối thoát nạn. Vì vậy, đoàn đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính theo quy định pháp luật. Trước đó, đoàn đã kiểm tra, tiến hành lập biên bản và xử phạt số tiền gần 100 triệu đồng tại cơ sở karaoke trên địa bàn vì đã đưa vào hoạt động mà chưa qua thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy. Chiều cùng ngày, phóng viên tiếp tục theo chân cảnh sát phòng cháy chữa cháy kiểm tra an toàn cháy nổ tại quán karaoke. Thanh Ruby, đường Trần Quốc Toản, phường 1, quận Gò Vấp. Quán có thiết kế 4 lầu, không gian khép kín để phục vụ nhu cầu karaoke của khách hàng. Thời điểm kiểm tra, quán không có khách hàng và nhiều khu vực đang thực hiện sửa chữa. Theo ghi nhận của phóng viên, có một số phòng thiết kế ban đầu chỉ phục vụ mục đích ở nhưng có trang trí giống như phòng karaoke. Tại một số khu vực, chiều ngang của cầu thang cũng cầu thang bộ thì cũng không đủ tiêu chuẩn thoát nạn. Và ngay sau buổi kiểm tra thì đoàn cũng đã tiến hành xử phạt hành chính những cái lỗi mà chưa đảm bảo cho cái an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở này. Thứ hai là ta đi dẫn vào cái vấn đề là họ thiết kế theo cái kiểu nội bất xuất, ngoại bất nhập. Với đặc thù thiết kế không gian kính cách âm, vật liệu dễ bắt lửa cùng nhiều thiết bị công suất lớn nên khi xảy ra hỏa hoạn, người bên trong rất khó mà tìm được cách thoát ra ngoài, và cái lực lượng bên ngoài thì cũng rất khó để mà tiếp cận để mà cứu chữa những người bên trong. Đó là cái đặc tính của karaoke, họ cần cách âm đó các bạn, họ cần kính, âm thanh không lọt ra ngoài, cho nên nếu người ở trong mà có bị thì cũng không kêu cứu, người ngoài cũng không nghe. Chính vì vậy, khi có sự cố cháy ra tại những điểm kinh doanh karaoke thường đem lại nhiều cái hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Ta đã thấy hàng loạt vụ tai nạn thương tâm tại quán karaoke trong thời gian qua, chính là cái hồi chuông cảnh tỉnh cho việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cái mô hình này. Điển hình như vụ cháy tại quán karaoke tại phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khiến cho 3 chiến sĩ công an của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh, khiến cho người dân cả nước phải xót thương. Và mới đây thôi, vào ngày khuya 6 tháng 9, 2022, cái vụ cháy tại quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khiến ít nhất 14 người thương vong. Có nghĩa là trong đó có 12 người chết và 2 người bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Dương. Được biết, cái quán karaoke này thiết kế không gian kín nên khi xảy ra hỏa hoạn thì những người bên trong rất là khó mà được có khả năng thoát ra được bên ngoài.
Đồng thời, phía trước quán lại có cái biển quảng cáo lớn che chắn đã khiến cho cảnh sát rất khó tiếp cận vào ở phía bên trong. Các bạn nhìn thấy đoàn kiểm tra công tác đo cái cầu thang bộ đến cái kiểu này, đến khi mà một số lượng người đông thì không thể nào mà thoát xuống được. Những vụ cháy tại quán karaoke đang được lực lượng chuyên môn đánh giá nhận định là rất khó để mà dập nhanh được. Bên cạnh nguyên nhân không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì các quán karaoke đều thiết kế theo không gian của họ, đó là nội bất xuất ngoại bất nhập. Mục đích là để tạo cách âm cao và hiệu ứng ánh sáng lập lòe để tăng hưng phấn cho khách hàng khi tiếp cận với cái dịch vụ này. Điều này nó vô tình khiến cho người bên trong rất khó nhận biết được cái sự cố và người bên ngoài không biết để kịp thời ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Chính vì vậy, những vụ cháy tại các quán karaoke thường gây rất nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. 3. Là những nguyên nhân dẫn ra cháy nổ tại quán karaoke. Theo ghi nhận của các phóng viên, hầu hết các cơ sở karaoke đều được chuyển đổi công năng từ nhà ở, mà chủ yếu đó là loại hình nhà ống. Trong quá trình vận chuyển, chuyển đổi thì chủ cơ sở chỉ thay đổi những kết cấu bên trong, cải tạo và trang trí nội thất bên trong để bắt mắt, để thu hút khách hàng. Điển hình là không ít cơ sở karaoke thường thì thuê mặt bằng nhiều nhà liên kế và tiến hành sửa chữa, thiết kế lại để phù hợp việc kinh doanh. Trong quá trình cải tạo, sửa chữa cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, bởi lẽ đã có nhiều vụ cháy nổ tại quán karaoke khi thợ hàn cắt kim loại không tuân thủ về các quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy khi hút thuốc hoặc là bật lửa trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó, việc sử dụng âm thanh có công suất điện lớn, trang trí bắt mắt, biển quảng cáo lớn che hết lối thoát nạn phía trước, rất dễ dẫn đến cái nguy cơ cháy nổ do chạm chập điện. Sự cố chập điện cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến cháy nổ trong thời gian qua. Khi mà cháy thì lối thoát nạn thì lại nhỏ, hẹp, cùng với đã khiến cho các cái khói độc, các cái khí độc dễ dàng chùm lấy, nó bao trùm toàn bộ cái quán karaoke. Từ đó, những người bị kẹt ở bên trong, họ rất khó lòng thoát ra và họ hít phải những khí độc đó. Khi trao đổi về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh karaoke, Đại tá Huỳnh Ngọc Quang, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay thì trên địa bàn thành phố có khoảng 414 loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, như là bốn loại hình bao gồm có cơ sở kinh doanh karaoke nè, vũ trường nè, quán bar nè. Và đến thời điểm hiện nay thì lực lượng chức năng phải tiến hành kiểm tra hơn được 50% số lượng này. Qua công tác kiểm tra, đoàn đã phát hiện nhiều vấn đề sai sót vi phạm về các cái vấn đề phòng cháy chữa cháy và cũng đã xử lý rất nghiêm khoảng trên 90 cơ sở với số tiền là trên 300 triệu đồng. Riêng trong đợt kiểm tra này, chúng tôi đã thực hiện kiên quyết vấn đề xử lý đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng. Qua đó có 2 cơ sở đã phải tạm đình chỉ và 2 cơ sở đình chỉ hoạt động với lý do chưa thực hiện thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng đã đưa vào hoạt động kinh doanh. Đại tá Huỳnh Ngọc Nhan, Ngọc Quang đã nhấn mạnh như vậy. Bên cạnh mà cái việc nó tiềm ẩn nguy cơ mà cháy nổ như thế này á, tại các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, thì các phóng viên họ cũng khảo sát và cũng đã ghi nhận rất nhiều địa điểm đang bị coi như là những cái địa điểm kinh doanh này đó các bạn, họ đang thất thủ trước cái cơn giặc lửa này. Bởi vì đây là những cái nơi mà bà quả hiện nay họ đang nương nấu, ẩn nấp ở phía bên trong. Họ khi có cơ hội thì nó sẽ chờ cháy, có nghĩa là đang có nguy cơ cháy nổ rất là cao. Vì vậy cái nguy cơ mà gây thiệt hại về người và tài sản phải luôn luôn cần được cảnh báo. Có điều không đơn giản nha các bạn. Đây là một vấn đề là chúng ta thấy là cần phải cảnh báo rất nhiều. Không phải qua 2 cái vụ kinh tâm vừa rồi tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta thấy tất cả đều là do cái gốc từ những cái quán karaoke, quán bar, vũ trường, và cái đặc thù của nó phải là kín,
để cho âm thanh không bị lọt ra ngoài. Và khi những cái đặc thù đó mà những căn nhà họ thuê lại, họ chỉ sửa chữa bằng trang trí nội thất thôi. Đó là những căn nhà bản chất nó là nhà xây để ở, nó cần phải thoáng, chứ không phải là những cái căn nhà để mà xây để mà hoạt động này. Khi mà người ta xây dựng một cái mục tiêu xây dựng mà để khách sạn thì ta phải có cái nhu cầu phòng cháy như thế nào, chung cư nhu cầu phòng cháy như thế nào, nó có quy định trong cái thiết kế xây dựng hết. Và những cái dịch vụ mà kinh doanh vũ trường quán bar thì nó phải có một cái thiết kế riêng. Đó là trong một trong những thiết kế mà quy định của nhà kiến trúc đó. Đó là phải chống cái vấn đề những cái vật liệu chống bắt lửa. Nhưng mà những cái vật liệu trang trí nội thất của họ đa số là vật liệu bắt lửa. Những cái trang trí mà ốp để mà chống cách âm đó các bạn, mấy cái vật liệu mà bằng bốt nó rất là dễ bắt cháy. Mà trong khi đó trong một cái lượng phòng ca hát thì các bạn biết rồi, họ sẽ sử dụng âm thanh nè, máy hát karaoke rồi loa rồi tất cả là đèn rồi đó. Tất cả đều là xài cái công suất điện rất là lớn. Theo thông tư 147 trên 2020 trên TT trên BCA, có nghĩa là trên thông tư Bộ Công an, của Bộ Công an quy định rõ về biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường, tại điều 5 của thông tư này thì nêu rất rõ là cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường phải bảo đảm điều kiện về an toàn về phòng cháy chữa cháy. Quy định tại điều 5 nghị định 136 trên 2020 trên NDCB như sau. Một cái cơ sở kinh doanh cái loại hình này mà có chiều cao từ 3 tầng trở lên, hoặc có tổng khối lượng diện tích của cái sàn sử dụng từ 1.000 mét khối thì phải đảm bảo được cái điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy. Đồng thời cơ sở phải có phương án chữa cháy được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cấp có thẩm quyền phê duyệt ở đây tất nhiên là phải có những cái cấp có thẩm quyền phê duyệt về những cái lực lượng của công an phòng cháy chữa cháy họ phê duyệt mới được nha các bạn. Chuyên ngành. Rồi phải có hệ thống chống sét, hệ thống điện, hệ thống chống tĩnh điện, thiết bị sử dụng điện, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt. Việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải được bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy, phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Phải có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc, phục vụ chữa cháy, hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy và truyền tin báo sự cố, hệ thống báo cháy chữa cháy, ngăn cháy, ngăn khói, thoát nạn, phương tiện phòng cháy chữa cháy, phương tiện cứu người bảo đảm về số lượng, chất lượng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy. Phải có giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế và văn bản thẩm duyệt thiết kế. Về văn bản thuận kết quả xét nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Cái đó là quy định của trong cái thông tư 147 và cái nghị định 136. Người ta quy định rất là rõ. Thì phải nói là nếu mà đọc theo những cái thông tư và những cái nghị định như này thì tôi dám bảo đảm các bạn là hơn 85% tất cả các cơ sở kinh doanh này đều vi phạm cái quy định này. Chả có cơ sở nào mà đầy đủ như vậy hết. Nếu mà họ đầy đủ như vậy thì họ sẽ bỏ ra một số tiền rất là lớn mà họ sẽ không đầu tư kiểu này. Tôi chắc chắn luôn. Tại sao tôi nói vậy? Những năm trước mà khi tôi còn làm việc ở bên Vinhome đó các bạn, Vinhome ở Tân Cảng, tôi cũng kể các bạn nghe như thế này. Mỗi một cái phòng làm việc của tôi là một cái tòa chung cư mà, chúng tôi có thuê một cái căn hộ tại đó để mà làm việc. Thì mỗi một căn hộ nó đều có những cái phòng, họ là cái phòng ngủ mà sửa thành phòng làm việc. Rồi nó có những cái bếp nút riêng. Cái buổi trưa tôi nấu ăn, đấy là tôi vô tình tôi nấu một cái gì, cái khói nó lên cái kiểu như mình nướng thịt đó các bạn, nó lên cái khói. Thì nó lên cái khói như thế nào tôi không biết. Thì mình chỉ thấy nướng bình thường, không thấy có dấu hiệu, không có thấy báo hiệu, báo chuông gì cả. Ngay lập tức là trong vòng khoảng là một phút sau, tôi gặp bảo vệ gõ cửa phòng làm việc của tôi. Gõ cửa vậy nói là lý do là bên phòng căn hộ của cô là có dấu hiệu là về cháy nổ, kiểm tra, nó vào nó kiểm tra. Thì nó là tôi hỏi tại sao, nó là bây giờ cô nướng khói nó lên cái máy hút khói nó báo hiệu là có cái dấu hiệu cháy nổ, mai mốt là không có được nướng nữa.
các bạn thấy rõ là khi cái nghĩa là ý tôi muốn nói là cái chung cư á, người ta lắp những cái trang thiết bị cho từng căn hộ một, chỉ cần những cái dấu hiệu nào có dấu hiệu khói hoặc là những cái dấu hiệu cháy nào đó thì ngay lập tức tại chỗ cái tổng đài quản lý nó sẽ có dấu hiệu và nó biết cái nguồn đó xuất phát từ ở cái căn hộ chung cư nào và nó lên nó xử lý ngay tức thì. Cái đó là người ta tập cái phòng cháy chữa cháy cho cái vấn đề là cái những cái người tại cái nội bộ thôi, còn khi mà họ cái lực lượng chữa cháy tại chỗ bảo vệ đó, còn khi máy thì họ thông báo lớn thì mới là cảnh sát mới tới. Nó là họ có những cái cơ sở ban đầu và cái hệ thống nước cung cấp đó các bạn rất là đầy đủ. Cái thứ hai nữa là họ có hệ thống báo động, chỉ cần có một cái chỗ nào có nguồn cháy là cái hệ thống nó báo động, nó sẽ hụ còi toàn bộ hết. Đó là cái quy định quy chuẩn của ta rất là lớn như vậy. Như vậy thì nếu các cái người kinh doanh karaoke này họ muốn đảm bảo thì họ phải có những quy chuẩn như vậy. Theo cái thông tư như vậy nè, thì họ phải có những cái nguồn nước dẫn tới, phải có hệ thống âm thanh, ví dụ như phải mỗi một cái phòng phải đặt những cái hệ thống chuông, khi có vấn đề gì ở dưới người ta bấm chuông thì tất cả các người bên trong họ biết có cháy thì họ ra. Và cái điều quan trọng nhất đó là những cái cầu thang bộ để mà thoát theo tiêu chuẩn có nó phải là chiều ngang phải là 2m đến 1m 7m 8 để cho khoảng vài người có thể đi lên đi xuống được, tại lúc đó người ta sẽ bị trong cái tư thế là chà đạp lẫn nhau để mà chạy. Cho nên ở đây nếu mà nói về các cơ sở nhà các bạn nhìn không có cái nào đạt tiêu chuẩn cả, bởi vì họ làm ăn chấp bá mà, đúng không? Cho nên cái vấn đề mà cháy nổ thì cái nguy cơ nó xảy ra rất là cao, và đối với những cái thành phố lớn như thành phố của chúng ta hoặc là Hà Nội thì rất là dễ nha các bạn. Thì cái chuỗi bài này hôm nay tôi xin phép tạm dừng tại đây, mong là sẽ quý khán giả sẽ chia sẻ cho nhiều người cùng có kinh nghiệm để mà cẩn thận hơn trong cái quá trình khi mà chúng ta đi đến mà những cái nơi này để mà vui chơi, phải hết sức là cẩn thận nha. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý khán giả đã ủng hộ và theo dõi kênh. Tôi sẽ gửi đến quý vị cái chuỗi bài ngày mai thứ hai cũng về cái bài phòng cháy chữa cháy này, nó có khoảng từ 2 đến 3 bài. Ngày mai tôi sẽ gửi đến quý vị cái bài số 2 nha. Xin chào tạm biệt và xin cảm ơn quý vị đã ủng hộ và theo dõi kênh. Xin chào tạm biệt.